Rồi canh cục này cho trái châu nha. Đẹp lắm. Ê, mẹ hứa là mấy trái châu tốt mà không có. Mẹ ngủ luôn rồi. Bà về để về đi bà ăn. Ô Phượng ơi, bà thử nước đường gì có ngọt không Phượng? Không, mà không ngọt thêm nửa tiếng nữa. Dạ, cây gì đây? Nửa tiếng nữa, ta Tiên ơi. Ừ, đây là gì ta, chị ba, chị tới. Lạc lắm, lát mà bánh nó vô nữa, cái nó là nửa tiếng. Nó bỏ luôn bọc rồi. Vợ thì chung nó nói mẹ nấu đường đường cắt ngà con ăn, mình đường cắt trắng con ăn, mẹ nó thương mình khùng quá trời luôn. Này để nhân rồi à? Dạ. Bạn bên kia hết chỗ. Ủa là rồi thả vô cho luộc nè. Luộc cái gì ba? Thêm ít nữa không gì ba? Rửa nè, rửa nè. Dạ, nướng ăn lát ai, ăn đồ không thì rửa lên không ăn thôi. Rồi, mọi người coi coi chưa? Rồi. Rồi này ha, bắt đầu nè. Khó quá. Khó quá, bỏ qua. Mì kìa con. Mì. Nước mì. Con mà nó hơi đậm. Ừ, nó còn đậm. Được chưa? Không có chuyện gì nó vừa chưa đó. Cháo mà. Mày đậu nè, anh tao nói nghe này. Vợ mày. Vợ mày á kêu con tô kinh giết thằng mày chạy với chân. Dạ. Ừ. Mày thua quá mà đi cho tao gỡ với. Gỡ chi mà nó thằng bạn làm nó không gỡ. Trời ơi, bạn nào bạn cũng vô. Bạn nào đâu kinh cái chân á chứ. Làm sao mà chơi? Rồi mấy người này chuyện nghỉ á. Tao nói. Nó nãy đâu.